to cao như Hương Nghi City. Và phản công dành cho FC Nhạt Hết. Tốc độ rất cao. Một tình huống dứt điểm rất nhanh đến từ Quốc Khánh nhưng bóng đã không thể chiến thắng được thủ thành Duy Lực. Tốc độ trở lên ngày cao ngay từ bàn đầu tiên đánh ra không có bàn thắng. Câu trả lời ngay đến từ cao thủ FC Lộc Phát. Nhạt Hết. Một tình huống mà hàng phòng ngự đến từ Lộc Phát đã mắc sai lầm. Công thắng đang là cái lá phổi để phân phối bóng cho cách chơi của cầu thủ Lộc Phát. Cả qua người rất tốt rồi. Tỷ số là 1-0. Một tình huống đánh biên và căng ngang cơ bản đến từ cầu thủ Lộc Phát. Và ghi bàn đến từ Xuân Lợi. Đội EC Lộc Phát đã có bàn thắng. Một tình huống phối hợp bàn bật rất đẳng cấp. Duy Trường ghi bàn. Đánh đâu! Không thể chiến thắng được thủ thành Hùng Béo. Em sát người ta thì đẩy ngược người ta ra thì người ta băng vào. Nhanh nhanh nhanh! Bóng xem người, một người vào bóng xem người. Bật nhanh ơi! Như vậy là một tình huống rất nguy hiểm. Hai thủ thành ngày hôm nay đều có một thể hình và thể lực hộ pháp. Và vào bóng rất nguy hiểm. Đó là một sự chần chừ. Quá đáng tiếc cho Nhạt Hết. Bây giờ kiểu sát bóng không khác gì Man City đá với Norwich cả. Đánh đâu? Vâng, như vậy là sai lầm đến với Hùng Béo. Tỷ số là 2-1. Vậy là trái bóng quá nhỏ so với đôi tay của Hùng Béo. 2-1 dành cho các thủ Lộc Phát. Trên sân là các cầu thủ cứ thi đấu. Ở bên ngoài sân thì bàn trước sẽ tính toán. Phản công dành cho FC Nhạt Hết. 2-2. Không dứt điểm ngay. Quá nguy hiểm. Và như vậy là tỷ số 2-0. Cậu bé vàng trong làng. Và có lẽ là người ghi bàn thắng được. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Và bàn thắng được tính cho Quốc Khánh. Người kiến tạo không ai khác là thủ thành Duy Lực. Kiến tạo rất tốt. Mà công thắng mắc lỗi. Tuy nhiên thì rất nguy hiểm. Bóng lại tìm với cô dọc. Tuy nhiên sau khi bị cao thủ Nhạt Hết ghi bàn trước thì Lộc Phát đã trở lại đường dây ghi bàn với hai bàn liên tiếp do công của Xuân Lợi. Khi đó thì Lộc Phát sẽ tấn công tổng lực giống như cái cách mà họ đã chơi tấn công khi mà bị dẫn trước 1-0. Rất quyết tâm, căng ngang. Như vậy là một tình huống phạm lỗi rồi. Tình huống mà cầu thủ đéo số 7 Đạt Kéo là người đã phạm lỗi. Và như vậy là bàn thắng thứ 3 đã đến với cầu thủ Nhạt Hết. Rất bất ngờ. Lại một tình huống đốt lưới nhà nữa. Và đốt lưới nhà thì phải. Chúng ta sẽ phải xem lại tiếng quay chậm vừa rồi. Và như vậy là bàn thắng được tính cho Kính Nguyên, cầu thủ vào sân thay người ở trong hiệp 2. Dứt
Diễn Tiệp ơi, qua này vẫn là một cái bài quen thuộc của FC Lộc Phát. Cái bài này thì các cầu thủ Lộc Phát đã thi đấu với nhau rất nhiều lần như thế đá thật vậy. Hat-trick đến từ Xuân Lợi, 3-3, niềm vui của Lộc Phát. Và nhặt hết ngắn không thời gian. Một tình huống mở cánh dành cho Xuân Lợi. Một hat-trick với anh là chưa đủ để bám đuổi. Khải đồ này không vào. Pha dứt điểm trước đến từ Xuân Lợi, phản công cho nhà hết. Khá hay. Đây là Xuân Lợi phản công 1-1, 4-2, cần phải nhanh hơn. Bàn thắng đã đến. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem bàn thắng được tính cho ai. Pha dứt điểm của Xuân Lợi. Có lẽ bàn thắng vẫn được tính cho Xuân Lợi, bàn thắng thứ tư. Điểm nhấn trên sân lại tiếp tục là Thủ Thành Hùng Béo. Họ được đưa vào cùng bảng đấu với nhau. Cơ hội không vào. Quá đáng tiếc cho pha dứt điểm vừa rồi đến từ Quốc Khánh. Tình huống kéo người. Quốc Khánh đã bỏ lỡ một cơ hội đối mặt quá tuyệt vời. Và nếu như đó là một tình huống 4-4 thì trận đấu thật sự là xứng đáng là một trận đến từ Quốc Khánh. Đúng là sự cay đắng. Và đúng là một bốc xì rồi. Tất cả trên sân đã có trọng tài. Diễn viên hài ngày nay phải được phong cho Thủ Thành Hùng Béo. Diễn viên hài và bây giờ anh ăn thẻ. Giảm nhiệt trận đấu mà thôi. Đó là câu trả lời đến từ Hùng Béo. Rất nguy hiểm. Vẫn là cầu thủ bên phía Lộc Phát. Dứt điểm này. Cầu thủ bên phía nhà hết thay trừ từ người cuối cùng. Thế Anh được thu vào sân và tiến đặn cho ra nghỉ. Quá đáng tiếc, tưởng chừng như bàn thắng đã đến rất gần rồi. Trần Toàn đã bị vượt qua một cách dễ dàng ở tiếng vừa rồi. Trở lại mưa. Đây rồi! Tốt đẹp cho một trận đấu giàu cảm xúc, Thanh Bình là người ghi bàn. Một tình huống đá đối rất hay. Một tình huống dứt điểm một chạm thật sự là đẳng cấp. Pha ghi bàn không thể chê đâu được. Pha dứt điểm hoàn hảo. 10 điểm của Thanh Bình. Tỷ số là 4-4. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc.